Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Chơi Trong Game của mình nha. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại chiến tiếp tục tới game ARK Survival Evo Mod Abi tập tiếp theo. Tập này hình như là tập 30 rồi thì phải. Hôm nay chúng ta sẽ đi bắt thêm mấy cái con thú ở trong cái bản mod này. Vẫn sẽ là bậc Âu thôi. Tại vì mình còn đến gọi là mấy con nữa lận. Hôm nay mình sẽ bắt 3 con. Hôm sau mình bắt thêm khoảng tầm 1-2 con gì đấy. Sắp sửa là đánh bắt tới cái con boss cấp bậc Âu rồi. Đấy, hôm nay thì mình sẽ đi bắt con ngựa một sừng Pegasus nè. Rồi mình bắt thêm con Griffin Black Gold với lại thêm một con nữa là con rồng lửa ha. Tập trước thì mình đã bắt được ba con luôn. Đầu tiên là cái con này mình cũng chả biết cái tên gọi chính xác của nó là như thế nào. Ở trong cái yên thì nó ghi là Kono nhưng mà tên ở ngoài nó là Kodo. Mình nghĩ là cái tên này chắc là nó sẽ lấy kiểu cái hình dáng cái dáng bò của cái con rồng Komodo ấy các bạn. Bạn biết nó không? Rồng rồng châu Mỹ, rồng Nam Mỹ gì đó. Đấy thì cái con này chắc là tổ tiên gì đấy của nó. Sau này mới gọi là thời hiện đại thì mới ra thành con rồng Komodo đấy. Và thêm con người chim nè. Với lại con này là con rồng. Nhìn thì có vẻ là giống con rồng nhưng mà mình cũng chả biết nó thực chất là nó là con gì nữa các bạn. Cái đầu thì là giống đầu chim như là cái mang cái bộ cánh của rồng, rồng lửa lai tạo với lại một chủng loài nào đó. Nhưng mà thấy nó cũng mạnh phết đó nha, mạnh nhất trong gọi là ba con ở đây. Có cái chiêu xoáy á mà nó xoáy vô mấy cái con AB gọi là gần chết luôn mà các bạn, thấy hơi bị đỉnh luôn nhờ. Rồi hôm nay lại đi bắt thêm vài con để mình xem coi còn đủ đồ ăn không ta. Ô à, tại vì bây giờ mình còn có 3 cái thôi, như vậy là hồi nữa chúng ta phải đánh thêm cái con Lomiga để mình lấy cái original Shinshu này nè thì mới chế thêm được đồ ăn. Hiện tại còn có 3 cái xin siêu đó thôi. Hôm nay là bắt 3 con. Đó là mình hồi nãy mình có đi kiếm rồi là chúng ta sẽ bắt được cái con Pegasus nè. Bây giờ mình lên đường mình đi tem con Pegasus để mà test thử chiêu cho các bạn coi luôn hen. Thì bạn nào yêu thích series này thì nhớ like clip với lại đăng cái kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ chúng ta lên đường thôi. Pegasus. Cái con này là Âu hen. Đấy. Hồi nãy là mình scan thì có 3 con, mình chọn con level cao nhất là level 380 để mà mình bắt. Con này mặc định của nó là ui 99 triệu máu rồi, tí nữa mà luyện lên nó phải tầm 20 cho đến khoảng 30 tỷ máu là gọi là giới hạn đó, giống như mấy con này nè. Kodo 25 tỷ nè, Happy 30 tỷ, con rồng này là gần 33 tỷ. Hơi bị xịn luôn. Cái con đó nằm ở đâu vậy ta? Cách mình khoảng 2.800 m à, để bay con Phoenix tới đi, thoải mái luôn. Pegasus. Cái con Kuru gì đó. Kuruha hay là gì đó mình cũng không nhớ rõ tên nữa nhưng mà lúc mà sờ ở trên kia kìa nó không có đâu mà nó là cái con Black Gold Griffin thì phải. Nó đổi tên các bạn ạ. Cái gì đùng đùng vậy ta, con gì vậy? À con rồng. Đây hôm nay mình sẽ đi bắt con đây. Ra đây các bạn, từ xa xa là các bạn đã thấy cái con ngoại hình con Griffin chưa? Ấy không, con này con Pegasus chứ mình nhầm. Con này mình các bạn nhìn nè, bao nhiêu đây? 118 triệu đô bộ ha. Phải bắt nó luôn. Mày bữa tiểu. Ok, không biết là nó có bị dính gọi là cái mất oxy hay không nữa. Nhưng mà tem lẻ đi. Wow, nhìn cái con ngựa một sừng này nhìn đẹp vãi nồi các bạn ơi. Nhức cái nách. Tem. Quái.
Ồ. Ui, cái hồ này đẹp dữ ta. Cái ngoại hình này các bạn nhìn giống giống mấy cái con ở bên bản mod Ma TH không? Cái con ngựa gì đó, ngựa một sừng luôn. Cơ mà cái con này gọi là nhìn gọi là đẳng cấp hơn nhiều, kiểu thần thú luôn á mà. Chuyện bài rồi, bây giờ đi luyện level cho cái con này lên ở xí nữa, xem thử sức mạnh gọi là tối đa của nó là bao nhiêu. Đây ở bên bản mod Ma TH nó có cái con ngựa màu màu trắng trắng, nhưng mà nó sẽ có mấy cái gọi là hào quang màu đỏ đỏ cam cam, còn cái con này thì nó là màu xanh ha. Để phải chướng để mình thu nó vô ở cầu trước, đặng mình lấy cái gọi là dữ liệu đề phòng gọi là bị sốc đam chết đột tử. Pegasus đúng không? Pegasus làm cho nó một cái yên. Con này nó không, mình còn chưa biết nó có kỹ năng gì đẹp đẹp không ta. Wow, nó nhìn gọi là đẳng cấp luôn á. Đây rồi. Yes sir. Rồi, mang đi gọi là luyện level thôi. Qua bên đầm lầy là thú nhiều nè, tha hồ mà cho mình luyện luôn. Thử đam mà chưa nâng điểm nào coi. Đây. Pegasus ngựa bay. Các bạn xem thử coi nó gây ra bao nhiêu đam nè. Thử đầu tiên là từ mình sẽ đi bộ trước đi. Au! Con que. Con gà. Cái con gà. Ôi ôi ôi. Ây da. Quý cái con gà này. Con này khó chịu lắm. Chạy chạy nó đi một tí, là tí nữa mình quay lại mình trả thù sau. Từ từ. Mình xem thử skill của nó coi. Trái trước nè. Ui. Nhìn đã vậy? Cái gì đây? Ui, các bạn nhìn cái trái của nó nè. Ui, mà thiên lôi đánh nè, mà sấm sét nhìn đã vậy. Phải coi. Không có gì UC. Lắc 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 cái đầu à. Chịu ít. Chiêu control, chiêu Q, chiêu R. Cái con này khi mà nó gọi là nó đứng bằng bốn chân á, thì nó chỉ xài được một cái skill chuột trái thôi. Đây là cái gì gọi là chuột xét các bạn. Ui, mà nhìn đã. Vai nồi. Phê nhờ các bạn nhờ. Rồi, khi mà bay lên mình xài skill lại coi. Chuột trái là không được nè, chuột phải coi. Đấy. Hồi nãy lúc mà đi bộ thì là xài chuột trái được, còn khi mà bay thì mình dùng chuột phải mới đánh được cái chiêu này nhé các bạn. Đấy, giật một phát một cần 1.700.000 ok chưa. Đấy, bây giờ mình nâng 254 điểm đam trước đi. Đấy, cho mình giật một cái xem bao nhiêu đam đây. 39.500.000 ok luôn. Chiêu C coi có gì không? Không có nè. Chiêu X coi không có. Control Q R. Vậy là cái con này nó chỉ có xài được có một kỹ năng thôi các bạn ơi. Đây nè. Được có một cái lần giật xét này thôi, nhưng mà nó đau thì nó lại diện rộng, nó cơ giật được nhiều mục tiêu trong một gọi là phạm vi. Để mình nâng máu lên cái đi đã. 115 điểm. Ôi con nó giật. Ô cái này nó tính đam kiểu gì ta? Lúc thì là 30 mấy triệu, lúc thì có 1.700.000 nè. Giật 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 giật. Ôi. Hình như là giật chính xác nó mới được gọi là nhiều nhiều đam đúng không? Còn mà kiểu giật rìa rìa của mấy cái cục xét này nó chỉ được có 1.700.000 đam thôi các bạn ơi. Ôi, giật là mất mất dạng luôn mà. Wow.
vãi. Con này đúng mạnh luôn á. Rồi, bạn nào chơi bạn boss này là nên nên tem con này nha các bạn. Con này gọi là xứng đáng để cho các bạn gọi là đi trend lên á, mạnh điên luôn. Con này đang là 115 điểm đúng không? Để mình cộng thêm nốt. Khoảng tầm 139 điểm nữa. 139. 139 điểm máu nữa nè. Đấy. Còn cái số dư này chắc là mình sẽ nâng food đi nhờ. Food hoặc là oxygen cũng được. Ờ, mình nâng oxygen lên đi. Vì food cũng nhiều mà. Wow, nhìn lại chiến mã của mình nè. Ô mà cái con này nó bị à đây. Thỉnh thoảng mình cưỡi nó xong là mình đi xuống ngựa nó sẽ bị kẹt ở trong thú. Giật tay. Bùm 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 bùm. À, con này mắc mắc level rồi đó. Ôi giật kìa. Quá cái nồi. 3 xilít nè, tan biến luôn mà các bạn. Đây rồi, mình imprint. Ồ, vẫn chưa mắc level á, bây hình như nâng xong cái này mới mắc level các bạn ơi. Rồi ok, mắc level luôn, bây giờ mình imprint cho nó một cái đi. Đấy. Đáp xuống để mình thu nó vô quả cầu cái. Rồi. Bây giờ ném nó ra lại. Bây giờ mà lỡ có chết thì mình vẫn có thể lấy lại con mới được nha các bạn, thoải mái luôn. Xem là chỉ số coi. 21 tỷ tư máu. Đam thì là 140.000. Xem coi đam bao nhiêu đây. Chắc chắn không phải là cái con số này là chưa chính xác. Nó nhiều hơn cơ. 91 triệu đam. Ok chưa? Ồ, mạnh vãi cả nồi. Từ từ nha, để mình dùng nó mình cho nó đánh với một con boss thử coi xem là nó giật khoảng tầm bao nhiêu hit thì một con boss sẽ chết đây. Hiện tại là đang có con Epic nè. Hoặc là mình đi quấn con Originally thử coi. Xem cái con này nó giật khoảng bao nhiêu hit thì cái con boss kia nó chết đây. Mình nghĩ chắc là một phát một là chết luôn á. Như mình cưỡi ngựa một sừng nè. Hấp dẫn không? Đâu? Boss đâu? Tới đây. Originally. Nó là con gì ta? À con Kalin nè. 387 triệu rồi. Con mình giật một cái nữa các bạn coi nè. Bèm bèm bèm. Đấy, một cái một chết. Không. Khi nào mà nó gọi là trúng gọi là ngay người á thì mới là một cái chết. Còn khi mà nó chỉ dính ở ngoài rì nó chỉ có được có 1,7 triệu đam nè các bạn ơi. Thấy không? Đấy, cái phát mà dính 91 triệu á, một cái mới chết. Ôi, Mushan nè. Ồ, lại thêm một con Mushan nữa các bạn ạ. Ồ. Mushan à, đây để mình thử coi. Mushan với chúng tôi à. Cái con này tại vì level có 60 à, thành thử ra là mình không có bắt thêm. Còn level cao thì mình suy nghĩ lại. Con này level thấp á. Đây là mấy cái con Gigan ở trong đây mình thấy nó được gọi là đổi màu á, mà không biết nó có skill gì hay không thôi. Ồ, con này nó biết phun lửa à. À, vậy là cái con Gigan này khi mà chúng ta chơi cái bản boss heavy á thì nó sẽ gọi là biến đổi so với lại mấy cái con Gigan thường một tí. Nó có thêm kỹ năng các bạn ạ. Con này phun được lửa. Còn cái con hôm bữa là mình tạo ra được nguyên cái vùng. Nó có mấy cái turua gì đó nhớ không? Cái con của mình là nó tạo ra mấy cái kiểu mà bị bệnh á. Rồi. Rock Red nhưng mà lại là biến thể Âu à. Uầy. Nói chung là cũng tầm mình phết rồi đấy. Mình cũng đang ở mức Âu mà. Wow, giờ đi tới đâu gọi là càng quét tới đấy à, các bạn ơi. Nè, ô có con Dodoraxy nè. Con này level có 1 ạ. À. Nhưng mà giết nó sẽ cho được cái đồ sum ra. Đó.
Rồi mình tem, mà cái con này mình đã tem rồi ha. Con này không có lạ gì với nó. Nè, cái con hôm bữa ở đây nè, con này 150. Con này cũng yếu lắm các bạn ơi, không mạnh đâu. Nó được cái nhìn ngầu ngầu, chơi gọi là kiểu server bình thường thì nó mạnh. Còn mà đang là chơi mấy cái bản mod này thì cái con đó nó kiểu mấy thằng oách con vậy mà. Đụng phát một là chết queo liền. Rồi, xong con ngựa. Bây giờ chúng ta sẽ đi tem gọi là tiếp một con nữa. Bữa nay là chỉ tiêu là tới 3 con lận, các bạn xem cứ thoải mái đi. Đây chỉ mới là một con Pegasus thôi. Yeah. Lúc mà search từ từ để mình tích mấy cái đồ này ở nhà đi hả? Lúc nào đi farm về cũng đóng đồ hết trơn á, mình lừa dọn vãi cả nồi ra. Đấy, search ở Âu nè. Ở trong đây thì Street bắt rồi, Musan bắt rồi nè. Đấy, thì có con Pegasus với lại cái con Fireweaver là mấy con xịn nha. Rồi thêm một cái con ở dưới đây mình chưa bắt nữa, đó là con Kuroha nè. Nhưng mà thực chất mình dù các bạn search cái chữ Kuroha này nó không thấy đâu. Đây này mình search là Kuroha. Đấy, các bạn gõ chỗ này là không kiếm được. Cái con này tên là Black Griffin thì phải đúng không ta? Hình như vậy á, Black Gold thì phải. Black Gold, Black Gold Griffin. À đây đây nó nè. Đây là cái con Kuroha đấy. Đấy nhưng mà từ từ đây, tí mình bắt con này, bây giờ mình sẽ đi bắt cái con Fireweaver. Đấy, cái con Fireweaver nè, level 400, máu gần 100 triệu ha. Rồi, lên đường đi tem con này thôi. Con này ở gần gần khu đầm lầy đúng không ta? Không, nhìn nó cũng gần gần mấy con này nó hay được spawn ở mấy khu rừng đỏ lắm. Một cách 2000m rồi mà xa thế. Piu 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 piu. Ở bên cái khu sa mạc đó, ở phía cái cánh mà nó có cái đường rảnh á, chỗ đó mình thấy ít thú mod lắm. Kiểu nó chỉ spawn ở trên đất sa mạc thôi, còn ở phía cái khu đó toàn là thú thường à, chả có thú mod luôn. Tùy map mà nó. Gì vậy? Hả? Nhạc đâu vậy? À đù, ở đây có con boss các bạn ơi. Oh my god. Nhạc luôn. Con phượng hoàng này nó có nhạc các bạn ạ. À. Phải ca chữ. Để mình thủ tiêu cái xác đi. Đâu rồi. À đây đây cái con rồng. Rồng Âu nè các bạn thấy không? Bay. Bay. Bay hả bưởi, một phát xỉu. Rồi, thích ngay. Ôi cái con này sao nhìn nhìn nó giống giống mấy cái con rồng con ở trong cái bộ phim gì ta, Game of Thrones nè. Rồng rồng của mẹ rồng á. Tem. Ok. Con này nhìn bé bé thôi nhưng mà mấy con bé bé này đừng khinh thường các bạn ạ. À. Khỏe vãi cả trưởng ra đấy. Rồi. Giờ về làm yên xong rồi mang đi train level cho nó lên xem con nó có những cái skill gì đẹp mắt không. Wow. Con này nhìn bé bé ha. Nhìn cũng khá là dễ thương. Nhưng mà mình dám chắc nó là nó mạnh nha, chứ nó không phải là thuộc dạng yếu đâu nha. Ê, từ, có mấy cái ọt này mình lấy mình nung đi. Mình cũng đang rảnh mà ngồi nung quặng vậy.
Ê, quên làm cái yên. File Weaver. Ở đây có file element, đây là file Weaver là nó nè. Một cái yên mất 880 polymer. Nhà mình chắc cũng còn khoảng tầm 10.000 rồi. Tắt cái bàn nè. Các bạn đi tìm thú rồi đã. Đây rồi. Ui. Tem nào. Ôi những cái tướng đi nữa các bạn. Trời ơi. Ship chạy được không? Không không được. Đấy, thử bay coi. Ui, phải nhìn nó lượn nè, giống như kiểu lượn dù á nha. Ui, nhìn mướt. Giống cái con Happy luôn. Happy nó cũng kiểu bay nó mượt vậy nè các bạn. Wow. Ui. À, cái con Banshee. Ôi. Chỗ này mình bắn xỉu như bữa nè. Lượng nhìn thấy gọi là mượt mà luôn. Bay mấy mình thích vậy. Rồi, thử đáp đất xài chiêu coi, chuột trái coi. Không được nè, chuột phải coi. Con này chuột phải, khi mà nó đáp đất đó, nó sẽ phun lửa các bạn ạ. Đây. Con nó phun là nó sẽ bam luôn. Đây là mình đang sẽ bam chuột phải liên tục nè. Đó. Nó bước tới một bước xong rồi nó phun lửa. Rồi, chú xe coi. Không có gì nè, chú ít coi. Không có luôn, control, chú Q, chú R. Như vậy là khi mà nó đứng, nó đáp đất như vậy thì chỉ xài được mỗi chuột phải thôi nhé các bạn. Từ để mình một cái tracker nè, thêm một cái lăng level lên. Và khi mà bay coi chuột phải, chuột trái coi. Rồi, đang bay chuột trái thì là nó kiểu nó gấp vậy á. Đam được 1.000.000. Chuột phải coi. Phun lửa đúng không? Yeah, exactly. Đây. Đây nè, đây. Chuột phải là phun lửa. Đấy, phun được nhiều nữa bạn, phun cũng xa phết đấy. Rồi, chú xe coi. Chú xe cũng là phun lửa luôn. Nè, chiếc xe cũng là phun lửa luôn nha các bạn. Uầy. Tầm xa phết. Bị đốt nhiều lần đam gì á. Chú ít coi. Không có nè, chú Quy, chú R. Cần chôn, không có. Chiếc phả với chiếc xe là giống nhau. Phun lửa. Đam to quá trưởng. Toruk nè. Banshee epic. Ui, mới đánh tí. Rồi, bây giờ nâng phát một được 254 điểm đam trước luôn. Được 71.000 nè. Mình không biết mấy ông nước ngoài mấy ông nâng chỉ số như thế nào, nhưng mà mình nghĩ, mình thấy mấy ông gọi là búp lên gọi là khủng khiếp quá. Hôm bữa là mình có nói cái này một lần rồi. Mình để là 0.4 đam cho mỗi lần lên level. Còn mấy ông nước ngoài, hôm bữa em kia em kêu là mấy ông chỉnh phải tầm x10 hoặc là x20 là mấy ông búp đam lố quá. Thật ra là không có gọi là test sức mạnh một cách chính xác được. Bình thường hình như official người ta cũng chỉ là tầm 0.2 thôi à, cho mỗi level. Còn mình để 0.4 là mình gấp đôi người ta thôi, chứ không có gọi là mức búp lố đến cái độ mà nhân 5, nhân 10 mỗi lần lên một cấp như vậy thì nó dã man quá. Như vậy là chỉ cần một cái con cụ up thôi là cũng có thể cân được với lại mấy cái con gọi là khủng nhất của cái mod này rồi. Test vậy đâu hay gì đâu. Mình đã là 0.4. Series nào mình cũng để 0.4 cả.
Thông tin là các bạn cứ thử thử để 0.4 này rồi các bạn cộng điểm giống mình đi là các bạn gọi là xác minh được rồi. Rồi đi qua bên chỗ đầm lầy defend level đi, tại vì bên nó thú mod á, đánh lên level nhanh hơn. Yo. Let's go. Phun lửa. Ui. Phun lửa tầm xa. Ui các bạn thấy nó phun xa không nè. Ồ, mình cảm giác như là chiêu C nó phun lửa có vẻ là xa hơn chục phải á. Đây là đất. Ui, không phải đái luôn á chứ. Tầm này phun được. Ui, thấy nó phun làm sao kìa. Thằng mắt con đây là gì? Dính một cái một là đi bụi ngay. Sao mà đỡ được. Ui. Phun con tí một là gọi là full cấp. Rồng này là kiểu hơi suy dinh dưỡng chút xíu nhưng mà khỏe điên. Đâu rồi, im rin thêm cái nữa nè. Rồi, ok. Bốc đồ ăn lên, rồi. Xem là chỉ số cái coi. Im rin là được gần 18 tỷ máu, đam là 127.000. Thu nó vô quả cầu cái. Rồi ném ra rồi. Bây giờ là cứ mang đi test thoải mái thôi. Lỡ có chết thì mình lấy được con mới, không sợ. Wow, bây giờ đam lên được 65 triệu nè. Nó vẫn không bằng con Pegasus hồi nãy ha. Con Pegasus hồi nãy vẫn là một cái gì đó gọi là xịn sò. Nhưng mà cái con này nó đường cát là nó đi spam kill đồ đã lắm. Bay nè, đúng nhanh luôn á. Bay nhanh đam to. Ui. Con này cưỡi thích vãi nồi luôn, nó cứ bị chiêu chiêu giống cái con Maywin vậy á. Cái con Maywin nó cũng có cái skill cái khả năng gọi là lượng của nó đấy bạn. Cái con này kiểu bay y chang luôn. Vô cùng nice and clean. Mượt mà. Chỉ là máy mình hơi lắc thôi tại vì máy mình cấu hình dởm mà. Cho nên là các bạn thấy mình bay nó sẽ bị thỉnh thoảng bị dựng dựng khựng khựng lại. Cái con này mà bạn này mà test ở máy mạnh á, nó gọi là nó mượt lắm. Mình còn phải bận gọi là load địa hình nữa, vừa hot mà vừa làm clip cho nên là máy mình nó không có mượt. Wow, thấy các bạn thấy không, một cái con gọi là con nhện 4 tỷ máu mà nó khè một cái chết luôn kìa. Ghê chưa? Kiểu chiến thần vãi cả nồi. À ra đây, thí dụ con cua này đi. 23 tỷ máu à. Đâu, để mình kè coi. Ui, từ từ nha. Thấy 65 triệu mà nó nhảy lên không kìa bạn. Ta 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 thấy không? Ui. 65 triệu mà nó nhảy 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 lên kìa. Kiếm. Coi nè. Ôi, nhiều lần đam mà kiểu nó chạy lên nhìn đã nhờ. Nhờ quỷ deathworm này à, khoan
cho bé xin ít gọi là organic polymer. Con này được thịt này. Ở nhà đang cần polymer cho nên là thấy mấy con cua cứ giết thôi. Rồi, xong, hai con. Để bắt thêm một con nữa. Rồi tập sau chúng ta sẽ bắt con Spino ha, nó kiểu là cái con boss các bạn. Sau cái con Dodorex, con Kalin của mình. Đó, xong rồi bắt con đó là mình bắt thêm một cái con nữa ở trong cái trụ Onta luôn. Tại vì U là mình được ba con. Thì mỗi tập như thế mình bắt hai con để mà mình test. Xong rồi chúng ta sẽ đến với lại bậc tiếp theo, đó là gì ta, đó là Tabu. Đúng rồi, cấp độ Tabu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi bắt cái con gọi là Kuroha nè, con này là Blood Gold Griffin. Blood Gold Griffin. Con này nó nằm ở phía trong rừng đỏ. Ok, gần gần khu nhà mình thôi. Mấy cái con này á, là chúng ta gọi là nên tiếp cận từ từ, nó sẽ an toàn hơn là mình phi cái một tới luôn. Tại vì nó cái tầm target của nó rất là xa. Mấy con này nguy hiểm lắm. Ngu này chẳng hạn nè, đấy. Từ xa xa nó đã dí mình rồi. Vậy thì mày chết rồi chứ sao nữa. À, phải gọi là clear trước. Rồi thì chúng ta gọi là tiếp cận nè. Khả năng mình chết, mình chuẩn bị chết nữa các bạn. Con Griffin này cái tốc độ gọi là tấn công của nó vừa nhanh mà vừa xa nữa cơ, cho nên là mình thấy nó là mình phải bắn xỉu nó xỉu luôn. Không thôi là nó sẽ lướt tới mình, nó đánh một cái một là mình chết ngay lập tức liền. Rồi luôn, cái con này nó bị lỗi, nó biến mất bả rồi, tuyệt vời luôn. Này nhỏ thế nhờ. Xui thế. Thường thoảng mấy cái tìm thú này nó hay bị lỗi lắm. Au! Còn sức rồi. Au! Mẹ con chó nào vậy? Con sờ cao. Đây đây đây, sờ cao này, sờ cao này. Ôi, cái con chó sờ cao ma th này các bạn thấy nó xả mình không kìa, tí nữa quéo rồi dậy thật sự. À con bà mày, chết giùm tao. Được, phải giết cái con sờ cao này mới được. Em mong là cái con này nó sẽ không có bị lỗi, nó biến mất các bạn ơi. Chứ mà biến mất thì toang phết đấy. Từ nha, để mình coi coi. Rồi, còn một con level 240 vậy mà nó ghi trong kia là 300 mấy à. Bịp. Ôi! Hết hồn. Hay là con Ryoma. Mày cứ tưởng cái con Chu Mening. Bữa bạn nào kêu chứ. Mấy cái con này hình như là nó không có spawn ở ngoài tự nhiên đâu. Nó là kiểu boss rồi mất luôn rồi. Trời ơi, mất. Ôi, mất cái con Kuroha luôn rồi, mẹ cay vậy. Ai Shiba, chết tiệt. Đấy, có hai con mà scan xong nó biến mất bà đó luôn rồi, mẹ con có tức không? Rồi giờ làm sao đây ta? Đấy, chỉ biết đứng nhìn nhau à.
tức gì đâu á. Mới bắt có hai con, đáng lý là được thêm một con nữa trong tập hôm nay rồi, nhưng mà tại sao nó lại mất nhờ. Định mệnh. Để xem coi giờ còn con nào bắt nữa không ta. Gold Turtle, người đá, Rock Ray. Để mình coi coi con nào mạnh ta. Nimlet, Kano, Bigfoot, Rock Golem, Ankylo. Để coi. Ankylo Shadow. No. Giờ làm sao đây? Đang muốn tem thêm mấy con Kuroha này để mình kết thúc cho xong cái nhóm U này, đặng hôm sau mình sẽ lên thời đến Tabu. Vậy mà là thiếu sót một con nữa rồi, mẹ xui vậy ta. Ừ, nếu như vậy thì mình để coi mình có thể thay thế bằng một con Riffin. Có con Watchman nè các bạn, Watchman Riffin luôn. Được, kế bên mình luôn. Thay rồi. Nếu như mà không bắt được cái con Black Gold thì mình sẽ thay thế bằng cái con Watchman này đi. Mình nghĩ chắc là cũng ok đấy. Cái con này hồi trước nó là ma TH mình bỏ qua thì phải nè các bạn. Ôi, ngon luôn. Bữa mình chưa test con này tại vì mình chưa kiếm được nó. Bữa nay kiếm được rồi nè. Sẵn tiện mình bắt mình test luôn cho coi. Con này nó ăn ma TH à. Ôi mà con Riffin này ma TH mà nhìn đẹp dữ rồi trời. Mình về nhà mình lấy cái đồ ăn cho nó cái. Hình như nhà mình tại mình đang không có trên người. Cái này nó cũng hạn chế lắm cho nên là chế cái nào là xài cái đó luôn. Đây rồi, mà cái hắn. Wow, Riffin 9 luôn. Nhìn như một chiến thần vậy. Tem. Ok. Wow. Ui. Con này nhìn mà nó còn đẹp hơn cả cái con gọi là ô luôn á các bạn nhờ. Nhất cái nách. Rồi, đi test luôn. Quá tuyệt vời. Về làm cho nó cái yên. Ôi các bạn chiêm ngưỡng cái ngoại hình của nó đi kìa, màu đen ha. Cặp vuốt của nó nè, nó có thêm được vài cái gọi là nhìn như cái áo giáp vậy đó nha. Ui, áo giáp đồ, có mấy sợi xích luôn. Ui, cánh được trang bị mấy cái gọi là cái miếng gọi là kiểu bằng kim loại hay là bằng cái gì á mình cũng chả biết nữa. Đầu nè, đeo nón như gọi là chiến binh gọi là thời La Mã luôn, có gọi là bờm luôn rồi, bờm tướng quân luôn mà mình đẹp vãi nồi. Đây Watchman Riffin làm một cái test thử sức mạnh như nào. Đây một cái này, thêm một cái này. Oai, đây thử khả năng bay của nó coi. Ôi những cái tướng bay đồ gì nhìn nó cũng nhẹ nhàng, nó không bay như là Riffin thông thường ha.
mình không biết là nó có cái skill gọi là sấn xuống của Riffin bình thường hay không nữa. Để mình sấn xuống rồi coi. Ôi, có đấy bạn, các bạn nghe được cái tiếng gió không? Là cái chiêu của con Riffin đó. Ôi, bay gọi là nhanh vãi cả trưởng. Còn có đam hay không thì mình chưa biết à. Để mình thử coi. Sấn xuống không không có đam các bạn ơi. Đánh thường coi. 218.000. Ồ, có đánh kèm hiệu ứng lửa. À đúng rồi, tại vì ma TH nó là lửa mà. Chuột phải coi. Một dặm, hoài quất đuôi đồ ha. Dặm xem còn quất đuôi nữa. Rồi chiêu xe coi. Ui, đã vậy, đẹp vãi. Nó chịu hồ ra mấy cái cục lửa xanh rơi xuống dưới. Nhưng mà mình thấy có đá đúng không ta? Đây nè các bạn coi nè. Đây, đây nè. Ôi, ôi, ôi. Mấy cái cục lửa rớt xuống nhưng mà lại có hiệu ứng gọi là đất đá. Đồ, đẹp nhờ, chú ít coi. Không có nè, control, Q, R. Ờ, không có, nó chỉ có nhiều đó thôi. Đây, cộng lên một xí đi. Rồi, đi trend tiếp. Cháu trăm giây để cho mình luyện mà. Nhìn nè. Mày nhìn tao hả mày? Wow, chuột. Khi mà đang bay dùng chuột trái được không ta? Không được, chuột phải coi. Không được luôn. Chu X coi. Chu Q. Chu R. Chu C. Ủa, đang bay không có xài được skill nào luôn kìa các bạn. Vãi. Chu bay đang bay nó chỉ gọi là lượng đồ vậy thôi à. Uầy, mà nhanh phết. Đúng kiểu mà thần thú ở trên không luôn mà. À, cái con này bay nó không xài được skill mà cay thế nhờ. Đấy, xài skill khi nào mà nó đáp đất thôi bạn ơi. Đáp xuống coi. Đáp xuống. Đáp xuống coi. À đây. Đáp xuống mà xài skill nó đã. Này chuột phải. Phải rồi, một cái nè, một dặm nè, bùng mút đuôi nè. Ôi. Ôi lửa sao. Uầy, để mình xài chiêu C lại cho các bạn coi nè. Nó chiêu C là mình thấy gọi là hoành tráng nhất nè. Uầy, trúng cái chết luôn. Ok chưa, gì đây. Ankylo Fire originally. À đủ. Đâu mày? Con mình giống như kiểu gãi... Au! Á đù, giống như kiểu gãi ngứa cho cái con này các bạn nhờ. À, đốt đầu hơn các bạn ơi, chạy 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 chạy. À, 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 à. Để tôi. Ui, kiểu mình đang làm ma TH mà mình đụng vô mấy cái con originally hay là cấp bậc U á, vãi cả nồi quá. Mấy con này mà mạnh quá, chạy thôi. Mình chỉ đi khè mấy thằng oách con nữa các bạn ơi. Đấy, U với lại originally nó mới đam to, còn con mình đam ít xíu thôi chứ có một xíu xíu à. Đấy. Đi khè được mấy thằng con thôi các bạn ơi, mấy con mình yếu với cái trường. Một, hai, ba. Rồi thêm tiếng gì vậy ta, hết hồn mày. 1, 2, 3, 4. Rồi thêm 200 điểm đam nữa. Rồi mắc đam.
200 điểm máu nữa. Rồi ok. Ui, con này chỉ khoảng tầm 1 tỷ 2 máu thôi à. Một cái Imrin nữa. Rồi. Hồi máu, hồi food, hồi đồ ăn. Đấy. Cái lọ thuốc của mình là khi mà cho thuốc uống á sẽ hồi 100% máu nè. Refill. Refill all, gọi là sao đâu, hồi full đồ ăn cũng như là giải toàn bộ tôi bồ trên người luôn, rất là ngon. Kiểu máu xịn có khác mà. Mẹ mới chế. Mà cái con này nó chỉ mới là silver các bạn ạ. À. Hồi nãy mà đi bắt được cái con Blurryfin mình nghĩ chắc là nó sẽ khỏe hơn cái con này nữa. Nhưng mà nó bị lỗi mất mất thú của cái bản mod tìm thú này. Hầu như chơi series nào cũng vậy á. Thỉnh thoảng đi kiếm thú á, scan được tới nơi xong rồi lại biến mất à. Bao nhiêu series của mình là y bài luôn, không có nào chặt hết trơn á. Mà cái con này nó bất tiện nha các bạn nhỉ. Nó phải đi bộ nó mới xài được skill. Hay rớt được khoảng tầm kìa. Mười mấy triệu á. Ui. 14 triệu đam. Để bữa sau mình xóa thú đi rồi mình kiếm lại cái con Blood Griffin khác để mình review cho các bạn xem. Xem con đó nó chênh lệch giữa cái con Mata và con U là nó khác biệt nhiều cỡ nào đây. Con này đánh được tối đa được 14 triệu đam nè, thấy không? Cái bọn gà này nó đốt vẫn là một cái gì đó nó gọi là khủng khiếp nhờ bằng trừ theo phần trăm máu, mặc dù hai cái con này cũng là originally nó hơn mình một bậc lận á, mình mới là ma TH thôi. Nó đốt đam đau như chó vậy á. Lâm liền cái phim mà khi mà bay mà lại không xài được kỹ năng cũng hơi gọi là hơi dở. Mà chiêu của nó thì vẫn đã, vẫn mạnh. Đây. Khả năng bay nè các bạn. Ui, gọi là phi thân luôn á. Bay nhanh bay can bìu. Bay kiểu lót màn hình luôn à. Mà lót không kịp. Thì nó bay nhanh quá. Whee. Trời, lót địa hình lót mà không kịp với nó luôn. Đúng kiểu là các bạn đang gọi là bật cái lệnh fly mà các bạn bay vậy á. Bay nhanh như kiểu như vậy á. Ủa gì vậy? À, cái con kinh Titan nó còn chưa kiểu gọi là hoàn hồn nữa mà. Nó còn chưa lót được cái diện mạo như thế nào nữa. Mục tiêu liền. Mấy chú cứ nhìn với anh. Bú thôi. Rồi, coi như là hôm nay mình lại review thêm được gọi là ba con nữa. Đáng lý là hôm nay mình review cái con mà Riffin kia cơ. Nhưng mà kiếm kiếm tới nơi thì nó bị lỗi, thành thứ ra là mình bắt tạm cái con Riffin Ma TH để mà test cho các bạn xem. Có gì tập sau mình sẽ bổ sung cái con Riffin đó chung với lại cái con boss luôn ha. Cái con boss Ospino luôn. Thì cảm ơn mọi người đã xem. Bạn nào mà thấy hay ủng hộ mình tiếp tục series thì nhớ để lại cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký kênh với nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi trưa vui vẻ và nhiều điều tốt lành. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Bye bye.